Ngày mới em xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trong một video tiếp theo của em. Hiện tại thì em đang có mặt tại trên đường DT768 hướng về trung tâm huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay em mời cô chú anh chị các bạn cùng em thăm lại đường DT768 nối dài qua tới chợ Vĩnh An về trung tâm huyện Vĩnh Cửu của chú anh chị các bạn. Cái đường DT768 này em thấy còn những cái công trình hạng mục của họ lúc mà nâng cấp ở chỗ cầu Thủ Biên về đường 767 qua huyện Vĩnh Cửu bây giờ cũng đã dần hoàn thành hết rồi. Em muốn quay lại chia sẻ với quý chú anh chị các bạn xem đường xá bây giờ lại người dân họ sống xung quanh ở đây bây giờ ra sao nhé. Chỗ này là ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu của chú anh chị. Trước mặt chúng ta là chúng ta nếu mà dưới cầu Hường này là mình rẽ trái là về Bến Phà Bà Miêu, qua Tân Quyên, qua Bình Dương. Chúng ta thẳng luôn là về trung tâm huyện Vĩnh Cửu nha. Ở đây là ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Cái tuyến đường này nói dài qua tới đường DT767 qua địa phận Vĩnh Tân, Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu thì được mệnh danh là con đường bão bụi của chú anh chị. Vì quanh năm cái con đường này lúc nào nó cũng bụi bặm vì nhiều xe ben, xe tải, xe công họ chở hàng, họ lấy đá, họ lấy vật liệu ở khu vực này, họ đi ra ngoài phía các trung tâm vật liệu bên ngoài rất là nhiều, nên ra là con đường này lúc nào cũng bụi. Hay cái tên gọi khác là đường sương mù. Đây là chỗ đây là cũng một ngay cái điểm hầm đá này, mỏ đá người ta lấy hàng đây nè. Đây, một số hộ dân là người ta khi trời nắng lên mà xe đi nhiều quá là họ phải xịt nước. Họ xịt nước để cho nó bớt cái bụi bặm này. Tuyến đường này lâu lâu em cũng thấy là người ta chở cái bồn nước đi thì người ta xịt đường này để cho bớt bụi đi. Mà đường bụi ô bị nhiễm nhiều quá cũng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân rất là nhiều. Ở khu vực này được cái chỗ này là bán hàng được tí xíu nè, gần công an xã Thiện Tân. Chứ còn mấy cái khu vực khác là coi như là có nhiều nhà người ta không ở được luôn, người ta phải dời đi. Bụi từ trước cho đến ngoài sau luôn. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống. Với lại buôn bán cũng khó nữa. Bụi bặm nhiều quá, đâu có chỗ đâu mà ngồi ăn uống được. Khó lắm. Đây, khu vực này là người ta đổ bê tông, đường đổ bê tông rất là nhiều. Đây, đổ bê tông thì sẽ lớn đi, nó đỏ từ cái lúng nè. Còn qua khu vực chỗ cầu vượt Thủ Biên thì khoảng hơn 20 km về thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu thì đường đó thì người ta số đổ nhựa làm nhựa. Xe tải, xe công để đi khu vực này, chỗ này thì nhiều. Và cầu vượt Thủ Biên thì đi ít. Thì ở đây toàn là nếu phía bên tay trái chúng ta đi là toàn là công ty trách nhiệm hữu hạn và mua bán vật liệu không à. Hầm đá, mỏ đá, khu vực này họ lấy đá, khu vực này rất là nhiều. Quay trên màn ảnh cô chú anh chị cũng thể nhìn được quan cảnh xung quanh nè, bụi nó lấp đầy xung quanh hết nè, cây từ cây cối đến những cái bờ tường rào. Nếu mà tận mắt chứng kiến thì chúng ta thấy là nhà người dân là xung quanh ở đâu cũng bụi, đầy bụi. Có một số nhà là họ chắc không chịu được bụi, họ đóng cửa, họ bỏ, họ giờ đi chơi khác họ ở luôn cô chú anh chị. Đường này so với khoảng là hơn 10 năm trước thì khá là ok. Đường 10 năm trước thì cái đường này là ổ gà ổ vôi rất là nhiều, đi rất là khó khăn. Trời nắng thì đi đỡ, trời mưa là rất là khó đi luôn. Giờ nâng cấp sửa chữa thì đi hết, đi cái con đường này bây giờ nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều.
rồi lâu lâu xa xa thì mới thấy được một hàng quán bán nước uống. Đường này là hàng ngày là xe tải xe ben là đi rồi có hàng trăm lượt có khi hàng ngàn lượt, nên bụi bặm nhiều làm ảnh hưởng đời sống người dân rất nhiều. Đất ở khu vực này bán cũng khó nữa, ít ai mua, tại vì nếu mà cho nằm trong cái con đường mà ô nhiễm bụi bặm kéo dài thì ở đời cha đời mẹ đời con đời cái sau này lớn lên vài chục năm vậy gây bệnh này kia rất là nhiều, khi mình không biết được bệnh sao. Đây là cầu cây khô của chúng chị. Đây cầu cây khô ở đây. Trường tiểu học Thiện Tăng cũng nằm phía tay trái đây luôn của chúng chị. Phía tay phải là trường mầm non. Đây cũng có một chỗ phía tay trái là xuống mỏ đá Bến Thủy. Quá trời bụi luôn. Thời gian là hầu như là họ đóng kín cửa. Nhà nhìn thấy mình vô nhà và ở ngoài đường mình nhìn vô là thấy nhà nào cũng đóng kín cửa, không bao giờ thấy mở cửa. Bụi quá trời bụi. Đây là nhà máy nước Thiện Tân nằm phía trái của anh chị, ngay trước cái chỗ trạm thu phí này nè. Trạm thu phí này thì đang xả trạm rồi, tại vì bây giờ cái tuyến đường DT768 nó liền qua đường DT767 qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu thì cũng chưa có hoàn thiện, nên là cũng chưa, trạm thu phí cũng chưa đi vào hoạt động để thu phí. Đây, nếu chúng ta rẽ phải là ra Bắc Hướng Quốc Lộ nè, ra ngã ba Phát Triển rồi đó. Rồi chúng ta đi thẳng luôn là về trung tâm huyện nha. Ở đây là thuộc khu vực chợ Sáu Quýt của chú anh chị. Chợ Sáu Quýt, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ở đây hay gọi là ấp Vàm. Ấp Vàm, xã Thiện Tân. Đây cầu này là cầu Gạch Tôm này. Ở khu vực chợ Sáu Quýt này bây giờ rất là phát triển luôn, hầu như là bán đầy đủ thứ mọi thứ luôn. Có Bách Hóa Xanh với lại Thế Giới Di Động chưa về đây thôi, chứ nếu còn nếu Bách Hóa Xanh mà Thế Giới Di Động về đây nữa thì tuyệt vời. Khu vực này phía bên tay phải chúng ta đang đi nè, họ bán rất nhiều đồ. Phía tay trái là khu vực Dãy Tỏ. Đấy, có một số hộ dân người ta dời đi, một số hộ dân thì vẫn còn ở lại. Hầu như là Dãy Tỏ tới cái khu vực chợ qua phía chợ này tí nè để làm cái móng cầu. Đây là cầu Gạch Đông của chính chị nha. Cầu Gạch Đông. Cầu Gạch Đông thì họ cũng đã làm xong cái phần cầu rồi. Trước là phía bên đây chỉ được một cái cầu phía bên đây thôi. Sau này họ nâng cấp, họ cải lên làm thêm cái cầu thứ hai, cầu Gạch Tôm thứ hai với bên kia. Phía tay trái cũng đang được dạy tỏ. Chung đa số thì đường xá thì bây giờ nó cũng khang trang, đi lại cũng thoải mái rồi, nhưng mà con số hạng mục thì cũng chưa hoàn thiện lắm. Đây mà chúng ta về tới thị trấn Vĩnh An luôn là khoảng tầm 22 đến 23 cây số nha quý chị. Thank you.
Đây phía trước chúng ta là có một cái trạm thu phí nữa nè, trạm thu phí đối diện với cầu vượt Phú Biên luôn. Các trạm thu phí ở tuyến đường này do đang xả trạm chưa có thu, nhưng mà vài bữa tuyến đường nó hoàn thiện xong là phải thu phí đó. Rồi, chúng ta vào cái khu vực gọi là khu vực nâng cấp, khu vực nâng cấp mở rộng và sửa chữa tuyến đường DT768 qua DT767 hướng về trung tâm huyện Vĩnh Cửu, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đấy, khu ngã ba ngã tư đây là chưa có làm gì hết, ổ gà ổ gồi lẫm chỏm, là chỗ thấp chỗ cao. Đấy, dưới chân trường cầu thì cũng vậy, chỗ thấp chỗ cao lẫm chỏm. Cái dự án đường DT767 này có tổng kinh phí là 659 tỷ đồng. Cuối xe tải, xe ben mà họ đi ngang cái là bụi mịt trời luôn quý vị nè. Dưới khu vực chân cầu, chỗ cầu Thú Yên này, chiều qua cầu Thú Yên lõm chõm. Cái chỗ này thì họ làm mới thấy chỗ thấp chỗ cao nhấp nhô, nó không được bằng phẳng lắm. Khúc này là họ đã kẻ vạch đường rồi, khúc này là làm xong, khúc này là hoàn thiện rồi nè, kẻ vạch đường rồi. Dự án này có tổng kinh phí đầu tư là 659 tỷ đồng quý chị, khởi công vào tháng 11 năm 2020 nè. Đây, đường làm xong rồi đời sống người dân người ta cũng cải thiện, mặt đường mặt phố này kia nó khang trang, đất đai có giá hẳn ha. Ở đây là qua khu vực xã Tân An của quý anh chị. Đường này là họ kẻ vạch hết rồi nè. Khu vực này xe tải rồi đi cũng rất là nhiều, nhưng mà nó đỡ hơn cái đường phía bên kia, bên xã Thiện Tân bên kia thì đường bên đó xe tải xe ben đi rất là nhiều, còn bên đây thì đỡ hơn. Đây là cầu Gạch Lăng nè. Trường trung học cơ sở Tân An là ở đây. Đây, cái đường này mới thi công, đi qua khu vực này rất là vất vả luôn. Bụi bặm, trời nắng thì đỡ, trời mưa thôi rồi luôn á, kẹt xe luôn á, thì rất là khó đi. Có tiến đường khoảng hơn 20 km thôi mà họ làm hơn 2 năm mà chưa xong hết. Đường xá khang trang này, người dân người ta bắt đầu người ta kinh doanh buôn bán nè, đó rất là tuyệt vời luôn. Giờ này lúc này em đang đi là khoảng hơn 4 giờ như cô chú anh chị, tốc độ em đang chạy là khoảng 42-45 km/h, chạy rất là chậm. Đấy, khu vực Đông Dân là chạy 40 thôi nè. Đây, nếu chúng ta quẹo về đường bộ Cây Sồi đi ra thị trấn Tân An thì chúng ta rẽ phải nha. Hôm nay mời cô chú anh chị đi thêm đi cái con đường đầu tư gần nghìn tỷ đồng đường này, để mình xem cái công trình cái đường này bây giờ nó có khang trang đẹp không nhé. Khu vực này thì đa số là hoàn thiện hết rồi, từ cầu đường cho tới đường xá là làm hoàn thiện hết rồi. Cột đèn thì cũng thấy cũng dời vô hết rồi, gọn gàng.
Đây trước mặt chúng ta là trường mầm non, trường mầm non Thăng An này, trường tiểu học chứ, trường tiểu học Thăng An nè, phụ huynh họ đến họ đón con họ nè, quá trời đông luôn, đây. Đón con đi học về. Khu vực này bây giờ đường xá họ làm cũng khang trang, ra là các loại hình dịch vụ kinh doanh rồi kia bắt đầu mọc lên. Đó. Còn khoảng khu vực chợ này, chợ đen, gần chợ đen này thấy là công trình mà đường thì làm xong rồi nhưng mà công trình cầu cống cốc thoát nước họ đang làm, đang đào múc lên, chưa xong. Đây cô chú anh chị, em chưa xong nha. Đấy, còn hoàn thiện khúc chợ nữa là xong nè, khoảng hơn 100 mét đây nè. Đây làm đường cong cống thoát nước ở khu vực này. Đây gần chợ mà đông dân phải làm cống thoát nước, không làm cống thoát nước là mưa to quá dễ bị ngập, tràn qua nhà dân. Lộ về nâng cấp lên là cao hơn mặt đường là cao hơn nền nhà, mưa mà to mà không có thoát nước là dễ tràn qua nhà lắm. Đoạn đường này hoàn thiện hồi trước Tết anh cũng chị. Trước Tết là em đi là nó đang dần hoàn thiện. Giờ qua Tết là xong hết rồi. Giờ đường này đa số là bây giờ là xong công trình hết rồi. Còn số hạng mục còn lặt vặt thì chưa xong thôi. Đa số là hình như là hoàn thành đến 90% rồi. Nhà thờ Đại An là phía bên tay trái này quý vị. Nhà thờ rất là lâu đời rồi. Ngày mai là Trung thu. Ngày mai là 15 tháng 8 âm lịch, gần Trung thu rồi. Đây, khu vực này bây giờ là ít xe cà tải, xe ben này nè. Thì xe bốn bánh, xe bảy chỗ đi nha. Lâu có xe bốn bánh, xe bảy chỗ thì xe gắn máy đi nhiều. Đường xá thông thoáng, thoải mái, mát mẻ nè. Đấy. Đây, khu vực này mới là nơi đáng sống nè. Đấy, xe đường xá mà xe cộ ít bụi bặm mà thấy nhà dân người ta mở cửa cuộc sống thấy cũng thoải mái hơn, mát mẻ hơn nhiều luôn. Đây trước mặt chúng ta là trường trung tâm giáo dục quốc phòng đây, của tỉnh Đồng Nai nè quý anh chị. Đây nằm đối diện sông Đồng Nai luôn. Khu vực này có một cái xưởng gỗ, xưởng gỗ họ thu mua tràm, họ làm tràm giấy rất là nhiều ở đây. Khu vực này thì đa số nếu có xe tải thì xe tải chở gỗ là nhiều. Ngay khu vực cầu Chùm Bao. Qua khu vực cầu Chùm Bao này là chúng ta sẽ tới nghĩa trang là An Viên Vĩnh Hằng của một ca sĩ Việt Kiều, đó là bà ca sĩ Hương Lan, đó là chủ đầu tư
rồi cũng có rất nhiều con người cô Phần ở trong đó nữa. Nơi có tượng thờ đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đây. Khu vực này xung quanh người ta, phía trước mặt đường thì đa số nhà người ta trồng chuối nhiều. Khu vực này trồng chuối nè, trồng trái cây, cây ăn quả. Đây, phía bên phải chúng ta là nghĩa trang An Phi Vĩnh Hằng. Ở đây thì trang đây ai mà gia đình có người thân mắc mà chôn cắt ở đây thì vô đây mua cũng rất là đắt ha. Tùy vị trí đối diện sau Đồng Nai và Bình Dương. Đường này bây giờ là cây cối xanh tươi, um tùm mà đường một đoạn khá là xa, khoảng hơn 500m, khoảng tầm hơn 600m thôi cô chú vị. Mà đường rất là vắng, không có nhà. Đây là cầu ông Tổng nè. Còn đường DT768 này nói về dài qua 767 qua thị trấn Vinh An là đa số làm xong rồi của anh chị. Thấy đường thông thoáng thoải mái, chạy xe mát mẻ luôn á. Giờ đi đường này đi ô tô nhanh hơn đi xe gắn máy nè. Hai bên đường thì có hai cây xanh che mát hết. Trời nắng cao cao lên đó, bóng cây họ nó che cái ánh nắng thì đường ra đường nó mát. Đường này làm xong rồi họ kẻ vạch đường hết nè. Đây, đường thoát nước rồi cũng làm xong hết luôn. Đây, cầu Bà Giá ranh giới với xã Tân An. Đường này cao ráo thoải mái nè cô chú anh chị, làm xong cái thông thoáng thoải mái nè, mát mẻ luôn. Giờ này khoảng tầm 4:30 chiều rồi mà đường nó trời nắng còn rất là cao, khá là đẹp. Như hôm qua là mới có tầm 3 giờ thôi hơn thôi mà trời chuyển mây đen hết trơn rồi. Giờ này hơn 4 giờ mà xe mà đường xá rồi kia thông thoáng thoải mái mát mẻ, nắng cao nữa. Phía tay trái có một cái trường tiểu học, có cái trường mầm non rất là lớn luôn. Đây, trường mầm non Chị An của chúng chị nha. Đây, cái này thuộc ấp 2 xã Chị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Cái cầu hồi nãy là cái cầu Bà Giá là nằm dưới ranh giới xã Tân An và xã Chị An của chú anh chị. Những ai mà từ Sài Gòn họ đi phượt á, họ đi phượt về Hồ Chị An á, họ cũng hay đi đường này. Đường trong đây nó cũng ít xe, nó mát nữa. Lại đi nó nhanh hơn là đi cái đường quốc lộ bên ngoài. Thank you.
hay là cái con đường mà ít xe tải, ít xe bụi bặm, rồi đường xá thông thoáng, lộ nó rộng ra thế này, đời sống người dân người ta thấy cũng phát triển lên rất là nhiều. Rồi cái tuyến, tại vì cái tuyến đường này là cái tuyến đường huyết mạch nối liền giữa huyện Vĩnh Cửu về thành phố Biên Hòa và thành phố Biên Hòa đi huyện Vĩnh Cửu. Và đường xá thông thoáng, thuận tiện mua bán thì đời sống kinh tế người dân thấy rất là cao, sẽ phát triển lên rất là nhanh. Đây, khu vực trưa này người ta thấy người ta trồng tràm này, trồng tràm nhiều lắm, trồng bưởi, có một số hộ trồng sầu, trồng họ trồng cao su. Khu vực này em thấy đa số trồng tràm nhiều. Ở khu vực này thì có hai cái chợ, chợ tạm, họ họp chợ tạm chứ không có phải là chợ của nhà nước họ làm. Chợ là chợ tự phát thôi cô chú anh chị, nên có hai chợ ở đây. Khu vực này phát triển, họ cũng đầy đủ hết rồi, đạt trẻ, trường tiểu học, trường mầm non, cơ sở y tế này kia. Đây, chợ quê khu vực này đây, chợ tạm đây là họp chợ nhộn nhịp buổi sáng, nhưng buổi trưa với buổi chiều là vắng này, là không có bán hàng gì nhiều, nó chỉ nhộn nhịp buổi sáng thôi. Cô chú anh chị mình lâu rồi không có đi con đường này, bây giờ xem video coi lại cái tuyến đường này, mình xem có từ đây với khoảng hơn một năm trước thì có gì khác không nha. Em nghĩ khác rất là nhiều đúng không? Đây, có gì để lại bình luận và comment cho em nhé. Đây, khu vực này là bán hàng đông đúc này, có chợ tạm đây, chợ tự phát ở khu vực này nữa, đó là có hai cái chợ tự phát ở khu vực. Ở đây nếu chúng ta mà rẽ trái mà đi qua Bình Dương là cũng có phà đi qua Bình Dương ở khu vực này nha. Này, xuống phà là đi thẳng ở đây nè, rẽ trái đi nè. À, có nhiều lúc em cũng muốn đi con đường này quay chia sẻ đối với cô chú anh chị các bạn, nhưng mà những lúc em đi có công việc đó, đi cái con đường này thì lại vô ngay trời mưa, rồi có khi là trời chiều hoặc tối quá nên không có quay được, không quay chia sẻ được. Hôm nay em có dịp rồi đi qua lại khu vực này để sẵn quay chia sẻ đối với chị, mà bữa nay cũng may mắn là trời nắng đẹp cao buổi chiều, nhưng mà trời khá mát mẻ, thời tiết khá mát mẻ mà nắng nữa, nên nó video nó chắc cũng sáng đẹp. À, lâu lâu rồi mời cô chú anh chị cùng em đi mình du lịch đường phố nha, đi thăm lại con đường này, con đường kia qua màn ảnh nhỏ. Có nhiều lúc mình đi mình lái xe mình đi hoặc là ngồi trên xe không, mình không có để ý hết xung quanh. Bây giờ trước màn ảnh nhỏ là mình quan sát lại hết ha, xem lại có những cái khúc đường nhưng mà mình đi đó mình không để ý, bây giờ mình nhìn lại khi nó cũng thấy nhiều cái nó hay. Đây, cái con đường này vẽ một cái vạch là không có được lăn tiếng nè, có được tăng tiến là sang chuyển làn đường này. Đấy, về đường này khúc cua rất là gắt luôn. Đường này mình đi càng đi về phía trước là càng lên cao như chúng chị, lên dốc á.
đây gần như là lên đường lên nguyên quá đầu luôn á. Đấy, mình đi ở trên đây xong rồi mình nhìn là phía sau nó thấp thủng rồi. Đấy, đang lên đồi đó. Đây, khu vực này họ có làm mấy công trình thoát nước này. Đấy, chắc cũng mới vừa làm xong rồi. Hai bên đường luôn. Đấy, làm mới làm xong cũng chưa rút cây, cũng chưa rút gán ra đâu hết. Đấy, làm tới khúc đường này rồi, khúc trên chắc chuẩn bị sẽ làm tiếp. Đây, ở phía trên này chưa làm xong này. Nói chung là đường xá thì họ xây, họ láng, họ lưu đường xong hết rồi, chỉ còn giờ làm đường thoát nước là xong hết, là hoàn thiện. Công trình này tới năm gói thầu luôn mà. Mỗi người đảm nhiệm một thầu, gói thầu riêng. Người thì làm đường khúc đường này đường kia, còn người làm đường thoát nước, còn người thì làm cầu đường, làm cầu. Đấy, chia nhỏ cái công trình ra. Khúc đường này là ban đêm là có đèn đường cũng sáng lắm, đi giờ cũng an toàn. Nhà dân ở khu vực này bây giờ nó cũng nhiều người, nhiều hộ người ta cũng ở lại rồi. Đây, lúc trước là xa xa mới có nhà, bây giờ thì cũng đông. Phía bên đây là cao, nhìn đẹp. Khu vực này người ta trồng chạm giống, người ta bán rất là nhiều. Nên là người dân người ta kinh doanh chạm giống. Có số hộ của đất thì họ trồng cao su, trồng điều. Chủ yếu là trồng tràm, thấy chủ yếu là trồng tràm nhiều. Một số vườn thì trồng những cây ăn trái để mà có cái ăn thôi, chứ cũng không có kinh doanh gì. Cao su bây giờ giá xuống thấp lắm của chú chị, 1 héc giờ thu không được 1 triệu ngày. Cao su thì 2 ngày mới cao mũ 1 lần, là công thợ cạo rồi mình đi đổ, mình nếu mà giao cho họ luôn thì được vài 300. Nó nói chung là không đủ sống, nhà ai mà cao su phải nhiều hết rồi. Mai ra chứ còn ít quá là cũng không đủ sống. Đây, chỗ này trồng cao su cũng nhiều quá nè. Cái cây này chắc cũng khoảng là 7-8 năm tuổi rồi. Đây, khu vực này là chưa xong nè. Đấy, chưa hoàn thiện nè. Chưa có vẽ vạch vôi kẻ đường, nhưng mà phía bên phải chúng ta đang xuống là khoảng là hơn 100 mét là chưa làm xong nè. Khu vực này là phải làm việc thoát nước hết, không làm được thoát nước là mai mốt là nước nó tràn vào nhà dân luôn. Này, khúc này là làm xong rồi nè, đó, đường thoát nước rồi cũng gần xong rồi, ok hết nè. Này, giờ đang xuống dốc. Đây là cầu suối sỏi của chú chị. Này, cầu này người ta cũng làm xong luôn, đó, làm xong hết, khúc này làm xong hết rồi. Dự án có hơn 20 km thôi mà làm gần 3 năm chưa xong. Ngày 10 tháng 11. Tính ra là thêm tháng nữa là 3 năm rồi. Đây là khu vực chợ này, chợ Thư Phát ở đây. Đấy, đây là thuộc khu vực thị trấn Vĩnh An rồi, của chú chị. Đây, khu phố 4 thị trấn Vĩnh An, huyện Củ Chi, Đồng Nai rồi đó. Đây, chúng thị trấn Vĩnh An, trung tâm chợ Vĩnh An cách chúng ta khoảng tầm 4 km thôi, của chú chị. Đây, cầu suối sâu. Đây, cầu suối. Đây, khúc đường này cũng chưa xong luôn.
trên báo chí nhà báo phóng viên đồ, các anh chị ghi rất là nhiều, viết rất là nhiều về cái con đường này, làm chậm trễ, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân rất là nhiều luôn, bụi bặm rồi đi lại khó khăn. Bây giờ họ làm đường nhựa mà xong như thế này thì cũng ok lắm rồi đó, mấy năm liên tục làm đường chưa xong. Người dân người ta đi lại cũng khó khăn, làm ăn cũng vất vả, nhất là những người mà họ mà kinh doanh buôn bán ở nhà ở mặt đường thế này. Đường này bây giờ đi ô tô là chạy rất là ngon, bằng phẳng mát mẻ. Đây, phía bên tay phải này còn chưa có lưu bằng đường này đó. Đây, phía trước thì vẫn còn biển đang còn công trình đó. Chúng chị thấy không, khoảng 4 km tới trung tâm huyện chưa hoàn thiện. Đây, họ đang múc cái đường để mà làm được thoát nước này, làm một cái làn đường thoát nước vỉa hè ở đây nè. Đây, ngay về lên dốc. Đây, đường này như Tây Nguyên như của chính trị. Đây, uốn lượn lên dốc xuống dốc nha. Mình đi xe ô tô thì mình không có nhìn thấy rõ, chứ mình đi xe gắn máy là mình nhìn thấy quang cảnh xung quanh, nó hai bên nó rất là đẹp luôn, cao ráo mà xung quanh nó trồng cây cối xanh tươi đẹp lắm. Này là vào trung tâm thành Vĩnh Cửu rồi cô chú anh chị nè. Ở đây khu phố 3, thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đây là trường tiểu học Cây Gáo nè, là trường tiểu học Cây Gáo B. Cây Gáo A là nằm trên cái đường chính chỗ chợ Vĩnh An về thẳng thị trấn Tân An. Đây là bệnh viện, phía tay trái chúng ta là bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, bệnh viện đa khoa. Đấy, trung tâm y tế huyện Vĩnh Cửu đây. Đây có bạn chỉ dẫn nè, chúng ta đi thẳng luôn là về Sóc Luông 20 km, về quốc lộ 1A là 19 km, về trung ương cục miền Nam phía tay trái, và mình về Mã Đà đó, đường biên đó luôn cô chú chị. Giờ em quẹo phải đi vô huyện nha, quẹo phải. Ở đây giao thông cũng hay đứng ở trạm này, nếu mà chúng ta cái trái phải mà không xi nhan là cũng dễ bị giao thông bắt lắm. Này chúng ta đi thẳng luôn là tới Hòn Xây và vô trung tâm. Video cũng dài rồi, em xin cho phép dừng video tại đây.
Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ ủng hộ em một nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.